Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học môn tập làm văn, bài luyện tập quan sát cây cối. Bài 1. Đọc lại 3 bài văn ở cây cối vừa mới học. Đó là gồm bài sầu riêng, bãi ngô và bài cây gạo. Và các bạn hãy nêu nhận xét. Chúng ta có các câu hỏi như sau. Sau đây là một số hình ảnh minh họa. Và đây là đáp án. Và các bạn đọc phần nhận xét. Mà các bạn tìm những hình ảnh so sánh nhân hóa và nêu tác dụng của chúng trong 3 bài văn. Mời các bạn nêu nhận xét về cách miêu tả của 3 bài này. Theo các bạn, điểm giống nhau và khác nhau ở đây là gì? Số điều chúng ta cần phải lưu ý. Bài số 2. Quan sát một cây mà em thích trong khu vực trường em hoặc nơi em ở và ghi lại những gì em đã quan sát được.
giờ chúng ta đã được xem qua hình ảnh của một số loài cây, cũng như các bạn thấy là có ba nhóm cây chính để chúng ta phân biệt. Thứ nhất đó là cây bóng mát, thứ hai đó là cây hoa, và thứ ba đó là cây ăn quả các bạn. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các bạn học thật tốt.